bị động quang của cô nghệ sĩ ưu tú Thanh Minh Huệ các bạn. Châu Liên mình quan tâm vẫn vô chứ ở ngoài khơi khơi ngoài nó vô được đâu. Chết mẹ mất nữa rồi. Sàng 2, sàng 3. Dạ đúng đấy. Rồi, đúng rồi. Đông lắm á. Cô bà bà Như Hiền về, cũng rồi về. Trời ơi, bữa nhà cô Huệ ở đây rồi, nhà của cô Tuyết ở đâu ta? Cô mới giúp tôi đi một lần. Là nghệ sĩ khỏi Mỹ các bạn, tại Mỹ. Rồi. Thầy tổng đi.
đi cho chị nghe coi. Bây giờ chuẩn bị động quan cô Nhâm Huệ. Bây giờ chuẩn bị động quan cô Nhâm Huệ. Chẳng bao giờ mà chẳng bao giờ mà. Đây là hồng tươi. Oh,
Đây là chuẩn bị động quan của cô Thanh Kim Huệ các bạn. Thank you.
Đứng vô đi, từ này ở đây ra là mình đi luôn. Đang hướng dẫn xin chào tất cả quý vị các bạn. Thì đây là trước cửa của nhà cô Thanh Kim Huệ, khu nhà 766 đường Sư Dân Hạnh nối dài. Thì hiện tại là đang động quan, cho nên là người dân đứng ở ngoài ta coi rất là nhiều. Đây, ngoài đó là đường Sư Dân Hạnh. Đây các bạn. Đây là những cái tràng bông đi trước. Chậm chậm thôi.
chặn nó nha. Sáng em thấy anh ở dưới nhà bè chạy lên phải không? Em bên nhà bè. Bà thấy anh chạy chỗ ngã tư Nguyễn Linh. Tuổi thọ Nguyễn Linh. Thấy. Đây là đường Sư Dân Hạnh các bạn. Lên luôn. Anh ơi. 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 An
xuống đây sắp xếp với anh đi. Xuống đây sắp xếp với anh đi. Xe sau nè con, đây đâu có bỏ đây. Bỏ đi chung đi.